Bạch Công Khanh đợi Nam Em về để cùng song ca. Được biết, trong khoảng thời gian vừa qua, Nam Em phải tập trung sức lực thời gian cho cuộc thi Miss World. Sau khi lọt vào top chung cuộc, Nam Em lập tức trở lại với niềm đam mê âm nhạc của mình, cô đi hát tại Đà Lạt. Khoảnh khắc này của Nam Em nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Là một trong những người đẹp đi hát nhưng lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả, Nam Em đang dần hoàn thiện mình một cách tích cực khi cân bằng tốt việc đi hát lẫn việc tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Mới đây, khi đi biểu diễn tại một đêm nhạc Đà Lạt, Nam Em đã thổi bùng không khí của đêm nhạc bằng những ca khúc hết sức chai diết do mình thể hiện. Bên cạnh đó, những miếng hài mà người đẹp tung ra khiến khán giả nhiều fan cười ngây ngất. Đáng chú ý hơn là chính những khoảnh khắc Nam Em đang hát mà bỗng dưng lại móc trong túi áo ra một chai rượu để uống cùng khán giả, khiến ai nấy đều không khỏi bất ngờ. Cụ thể, đứng trên sân khấu, cầm chai rượu trên tay mà Nam Em liên tục hô lớn, 1, 2, 3, vô, 2, 3, vô. Khán giả bên dưới rất nhiệt tình khi đưa ly lên cao và chung vui với Nam Em. Sau khi vô xong, Nam Em lẳng lặng đóng chai rượu lại và mang cất, khiến cộng đồng mạng sau khi xem clip đều không khỏi bất ngờ. Chuyện là do thời tiết Đà Lạt cho nên lạnh lắm, nên Nam Em đã thủ sẵn trong túi áo một chai rượu. Và khi hát, cô nàng đã xin phép khán giả cho mình uống một ngụm để đánh bay được cái lạnh của Đà Lạt mà hát cho nó hăng nhất có thể. Sau đó, cô nàng đã rủ khán giả 1, 2, 3 vô với mình và cuối cùng là mang cất chai rượu. Song hành cùng với đam mê âm nhạc thì cuộc thi nhan sắc Miss World Việt Nam mà Nam Em tham gia đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ở vòng thi tài năng, Nam Em đã chiếm được trọn lòng tình yêu của khán giả khi thể hiện tài năng ca hát, chinh phục khán giả lẫn ban giám khảo cuộc thi. Hy vọng rằng trong tương lai, Nam Em sẽ ngày một tiến xa hơn với giấc mơ âm nhạc của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.